Sáng nay, đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát hiện trạng phòng trưng bày tại khu lưu niệm giáo sư diện sĩ anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa ở xã Tường Lộc, huyện Tam Bình để có phương án hỗ trợ xây dựng bổ sung các hạng mục tại nhà trưng bày hiện vật. Tiếp đoàn có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Làm việc với đại diện lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng cho biết, đơn vị sẽ đầu tư xây dựng thêm cụm trưng bày xưởng cơ khí quân giới tại nhà trưng bày khu lưu niệm giáo sư diện sĩ anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, với mong muốn cùng tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt hơn nữa công tác trưng bày giới thiệu cuộc đời thân thế sự nghiệp cách mạng của giáo sư diện sĩ anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đến mọi người. Dự kiến công trình này sẽ được thực hiện và hoàn thành trước dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của giáo sư, diện sĩ, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, 13 tháng 9 năm 2023. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long bày tỏ niềm vui và sự cảm ơn. Và cảm ơn sự quan tâm đóng góp thực hiện công trình ý nghĩa này của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc phòng, đồng thời khẳng định công trình trưng bày xưởng cơ khí quân giới sẽ giúp khu lưu niệm có thêm nhiều hình ảnh hiện vật sinh động, phục vụ tốt hơn khách tham quan, cũng như giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.